Dạ, em xin chào cả nhà. Em xin được giới thiệu, em tên là Cao Thị Thúy Kiều ở thị trường Thủ Đức. Mã số ID của em là 1841687. Sau đây em xin được chia sẻ bài ưu thế về sản phẩm. Thế ưu thế về sản phẩm thì có ưu thế thị trường rộng, ưu thế thị trường bền, xu thế chuyển dịch thị trường, ưu thế về giá, công thức về lợi thế cạnh tranh. Ưu thế về thị trường rộng á, để một sản phẩm trở thành văn hóa ẩm thực dân tộc thì tính chất đầu tiên phải là thị trường rộng. Rộng về như nào? Rộng về địa lý, như kinh doanh trên 63 tỉnh thành. Rộng về đối tượng sử dụng thì tất cả các đối tượng đều sử dụng được, từ 3 tuổi đến 100 tuổi thì sản phẩm của chúng ta đều dùng rất là tốt. Còn rộng về thị phần thì ví dụ như chúng ta quần áo cũng chiếm một phần, nào là quần áo nam hoặc nữ hoặc trẻ em chiếm phần rất là nhỏ. Còn thuốc lá thì đối tượng chủ yếu là nam, mà cũng không phải người đàn ông nào cũng hút thuốc, cho nên thị phần chiếm cũng rất là nhỏ. Mỹ phẩm thì cũng chủ yếu là nữ size đó, thì chiếm một phần. Riêng kháng thể alpha lipid của chúng ta, thực phẩm bổ sung alpha lipid của chúng ta thì mọi đối tượng đều dùng được, trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, những đối tượng làm đẹp, những người mà suy giảm miễn dịch, những đối tượng này đều cần kháng thể nè, canxi nè, lợi khuẩn nè, vitamin nè, công nghệ alpha lipid, tất cả những cái này đều cần ha. Rồi em đi tiếp phần 2. Trong thành phần thực phẩm bổ sung alpha lipid lời khuẩn ai cũng cần. Tổng hợp vitamin khoáng chất ai cũng cần. Tổng hợp vitamin khoáng chất ai cũng cần.
cần cho cơ thể mỗi ngày mỗi người, cần cho cơ thể mỗi ngày mỗi người. Cần cho cơ thể một ngày mỗi người, cần cả đời. Từ đời này sang đời khác, chính vì điều này ha, thì mình yên tâm để kinh doanh về lâu về dài, không bao giờ bị lỗi thời cả. Công nghệ độc quyền, công nghệ độc quyền giúp giữ nguyên vẹn từng thành phần trong lõi sản phẩm. Công nghệ độc quyền ha, giúp giữ vững, giúp giữ nguyên vẹn các thành phần trong lõi sản phẩm. Đấy, nhờ công nghệ này mà em thấy được nhiều cái kết quả, em chia sẻ cho nhiều cái khách hàng là có được cải thiện sức khỏe rất là tốt, nên rất là tuyệt vời. Tập đoàn em mới có viện nghiên cứu sữa non, tập đoàn Duyên Mây có viện nghiên cứu sữa non, tập đoàn Lý Minh Mây có viện nghiên cứu sữa non luôn luôn cải thiện sản phẩm, luôn luôn cải thiện. Cải tiến sản phẩm. Đấy. Giúp phù hợp. Giúp phù hợp với nhu cầu. Của con người trong từng giai đoạn, giúp phù hợp với nhu cầu của con người. Trong từng giai đoạn. À, vậy, đó là cái bài mà về ưu thế sản phẩm. Rồi, đến đây phần trình bày của em sẽ là kết thúc. Em xin tất chào tất cả mọi người ạ.